Huyền chào cả nhà. Chào. Quá giờ luôn. Chào chú sao. Nè, chú ơi, chú Quán ra trước lên, chú Quán bẻ được một ôm về nè nha cả nhà. Giờ mình đổi dây đây rồi cái Huyền vô Huyền nói tiếp. Chưa có biết cái bài nào ca hết à. Ở nhà.
Rồi nè. Bốc đãi. Không muốn rồi. Bắn. Bố
quá bình thường. Đứng lại con đi chung. Có đâu. Bốn. Đi qua bên đây nhiều lắm nè. Bốn. Bắt cá đâu. Chưa hái rau xong rồi bắt cá. Là đi hái con mớp vậy chứ cực lắm nha cả nhà. Đợi xong đồ hả cực lắm. Đợi xong thấy luôn. Đợi kênh. Không phải đợi xong chứ là kênh chú Quốc. Phải đợi sao? Nè, nhậu nè, cái cọng này nó bự nè. Ê, có em. Nè, cái này, bự trùm da luôn nè. Đây. Ủa, trong này có hai con tống không ạ? Đâu? Quá trọng luôn. Vậy chú Quân bắt đi chú Quân. Lấy lồng. Lấy lồng ở đây đặt hay chú em? Dạ ngay đó có cái bố ơi. Trời thấy chỗ nào có lồng nào bắt chú Quân. Ngay đây có cái cọng này trời thấy mơ vô em cả nhà. Để kem đi hái cho. Ngay đây có cái cọng bự luôn nè cả nhà. Phải không? Mình đi ra gạch nè. Đi ra gạch là hái. Đúng ớt là hái vậy nè nha cả nhà. Đó. Ở ngoài đây là nha chú nhà Huyền là đi ra ngoài đây là ra cái sông này là cái sông này bự hơn nè. Ra bự hơn chút là cái sông này là đi ra ngoài sông. Hello cả nhà. Sông Cái là sông Sài Gòn đó nha cả nhà. Được rồi, công tác. Đi kìa, đi lại đây. Đi lại ngay chỗ chú quán hái nè, ngay đây nhiều hơn nè. Đây để kem đi bắt cầu cào. Có con cá là chuyển qua bắt cầu cào đi. Đó, được một mớ. Một ôm luôn rồi đó. Mớ chứ ôm vậy. Hả? Mớ chứ phải ôm. Sữa uống.
quá trời to luôn quý vị ơi. Dàn luôn. Ở dưới đây có cây dừa. Nè bây giờ biết sao không? Bây giờ mình hãy hát bài này mình tặng cho chồng mình nè. Em đi hái rau, em tặng cho anh. Không? Được không? Vinh không biết cái đám rừng này của ai nhiều quá vậy, vô hai đại luôn. Cái này của ai vậy? Cái này hả? Cái này là của người lạ. Bắt họ, người dân mà bắt họ, nhưng mà không biết chỗ đâu. Nhà ảnh ở đâu thì không biết nha cả nhà. Nhưng mà quen với ảnh nhưng mà người dân. Mình cũng ăn được luôn nha cả nhà. Cái cọng môn này là hả, trời ơi, nấu cháo lươn hả, nấu cháo lươn là ăn là ngon cực kỳ luôn á, ở ngoài ruộng có nè. Nè môn này là môn ngọt nè, ngon lắm nha cả nhà. Ngọt lắm. Đợi đây. Đó nhìn đẹp không? Đi. Được là hai cọng nha cả nhà. Đó, trời, cái... con cọng nữa kìa. Đây nhiều cọng lắm cả nhà. Nè bạn vô. Đây đây. Sâu quá, không vô đó, không dám vô đó. Còn ngọt lắm, bên kia nữa là con sâu lưng bốt quá. Đây. Bức cái cọng môn này về nấu nấu luôn. Hai nữa là. Dạ. Ủa vậy hả? Lúc bài. Hai nữa là nấu quà. Cháo môn lương ăn nha. Dạ, dạ, dạ lại, thôi lại đây cái. Để đây chờ chung sâu quá, để cho chú Quân hái đi. Bố ơi, mình đi bắt cá hả? Bắt cá rồi. Bố, cá đây, tại đây có cá nào không? Ở đây là có cái cây bình bát nè cả nhà. Ấy giờ đây có cá. Huyền nãy giờ Huyền đi thôi cũng trưa rồi thôi nha. Huyền xin kết thúc video ở đây. Huyền mà quay cái clip này mà cả nhà thấy hay á, cho Huyền xin một like nha. Huyền xin chào cả nhà về. Nhấn like, nhấn like. Xin cảm ơn cả nhà nhiều nha cả nhà. Huyền với lại bé Ken. Bé Ken xin chào cả nhà. Bye bye cả nhà. Cả nhà thấy hay thì cho Huyền xin một like để có Huyền có động lực Huyền
làm cái video đẹp hơn cho cả nhà coi nha cả nhà. Bye bye. Bye.